Alo, xin chào các bạn. Hello. Xin chào các em nhá. Các bạn đã nghe rõ tiếng thầy nói chưa? Ok. Hello, xin chào tất cả các em. Các bạn đã nghe rõ tiếng thầy nói chưa? Mic hư à thầy? Lúc nãy thầy tắt mic thôi, bây giờ thì thầy vừa mở ra rồi các bạn nhá. Tranh thủ lúc chiều nay thì thầy sẽ test cho các bạn một số cái dạng đồ thị hay nhất năm 2019. Nó rất là hay luôn, hoàn toàn có thể là các bạn học hỏi rất là nhiều điều thông qua những bài đồ thị này. Được chưa? Gần thi rồi, thành ra chúng ta phải tăng tốc các bạn nhá. Gần thi rồi thì chúng ta sẽ phải tăng tốc lên một chút. Ok, những bạn nào đang xem livestream thì chúng ta có thể rằng là share về đi các bạn nhá. Các bạn xem về đi, đây chính là tổng hợp rất nhiều câu rất hay trong đề thi thử lần 4 của trường Yên Khánh A Ninh Bình. Đấy, thầy có thể show cho các bạn một chút về các câu về đồ thị như thế. Thì trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tranh thủ một chút nhá. Tranh thủ một chút thì thầy có thể là giảng cho các bạn một số câu mà sẽ liên quan trực tiếp đến cái vấn đề liên quan đồ thị như thế này. Các bạn đang nghe rõ tiếng thầy nói chưa? Ok, livestream chưa hả thầy? Số thức tới hôm qua thì hôm qua tới liver không thầy là sao ta, em còn chưa kịp rửa bát. Các bạn chắc là bây giờ cũng đã đi học về rồi đúng không kem? Bây giờ thì các bạn cũng đã đi học về rồi, nhưng ta tranh thủ một chút là buổi trưa thì thầy nghĩ là các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua các đề này đây. Các bạn đã nghe rõ tiếng âm thanh chất lượng hình ảnh như thế nào không ạ? Đã nghe rõ tiếng thầy nói chưa? Các bạn comment xuống dưới cho thầy xem nào, các bạn comment đi nhá. Còn 600 bạn rồi. Ok, buổi trưa mà như thế này là rất là tốt rồi các bạn nhá. Buổi trưa mà như thế này là đang rất là tốt rồi. Hello, xin chào bạn Nhật Trần nha, bạn Kim Huệ. Bạn Resort à, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Thầy nghĩ là một số câu rất là hay ho thôi. Các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua các đề thi thử của các trường năm 2019. Chú trọng vào đó là các câu về đồ thị đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy rằng là năm 2019 thì thực ra thì xu thế của nó là chỉ là đồ thị rồi. Nếu như bạn nào đang yếu về phần đồ thị thì các bạn cần phải xem xét lại ngay. Được chưa? Em còn chưa được ăn nữa. Ok, thì hiện tại thì mới đi học về thôi, đúng không ạ? Mới đi học về thì đa số các bạn thì đều chưa ăn hết. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Trước khi mà bắt đầu thì các bạn có thể xem qua thời một số cái câu đồ thị mà năm 2019. Đây, tất cả đây đều là đồ thị của năm 2019. Thì thầy nghĩ là các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua các dạng đồ thị này các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Ok rồi, đúng không ạ? Ok rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn các bạn nhá. Sao không nghe thấy tiếng gì là sao nhỉ? Các bạn đã nghe thấy tiếng gì chưa? Đã 700 bạn rồi, ok, rất là tốt. Buổi trưa được như thế này là tốt lắm rồi. Thầy nghĩ chắc là tầm khoảng 300-400 bạn xem thôi. Hóa ra là có nhiều như thế này để chứng tỏ là gần thi rồi. Full HD, âm thanh gần sống động. Xin chào bạn Thúy Vũ nha, bạn Ken, bạn Vân Khánh. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn đây nha. Không cần quá là nhiều lời làm gì cả. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Được chưa? Mỗi một ngày thì các bạn sẽ làm thêm một số cái bài toán vận dụng cao. Chủ yếu đây là bài toán vận dụng cao các bạn nhé. Không có những câu mà liên quan đến thấp đâu. Nhưng trước khi mà chúng ta sẽ xử lý các bài vận dụng cao thì các bạn test qua thầy là câu số 1 này. Đây chính là thầy tổng hợp lại những câu đồ thị hay nhất trong đề thi thử lần 4 của trường Yên Khánh A Ninh Bình các bạn nhé. Yên Khánh A Ninh Bình thì các bạn này. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Các bạn comment xuống dưới xem là có chất lượng âm thanh hình ảnh như thế nào. Đang 800 bạn đang xem buổi tối là như thế này hết rồi nhá. Đang là rất là tốt rồi. Ok, xin chào bạn Sinh Học nhá. Nào, câu số 1, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị là đường cong ở hình dưới đây. Đấy, đây là người ta cho các bạn là đồ thị y bằng fx. Đúng không ạ? Hàm số y bằng fx đồng biến trên khoảng nào sau đây? Hàm số y bằng fx đồng biến trên khoảng nào sau đây? Thì câu này là một câu gì các bạn nhỉ? Thường thường là liên quan thông hiểu rồi, đúng không ạ? Thì chỉ cần nhìn vào đồ thị thôi, các bạn nhìn thấy rằng là xu hướng của đồ thị nó đi lên, đấy, thì nó chính là khoảng đồng biến. Và rõ ràng trong bài này chúng ta có thể đọc được cho thầy là nó đồng biến hai khoảng, đúng chưa? Thứ nhất là gì nhỉ? Âm vô cùng đến không, đúng không ạ? Nó đồng biến nhé. Các bạn nhìn vào đồ thị thì các bạn sẽ suy ra luôn là đồng biến cái khoảng âm vô cùng này đến không này, đúng chưa? Và hai đến gì nhỉ? Hai đến dương vô cùng. Vậy chúng ta sẽ suy ra cho thầy đó là đáp án nào các bạn nhỉ? Đó chính là đáp án C luôn, đúng không ạ? Bài này thì thực ra thì chúng ta chỉ có nhìn vào mắt thôi nhá. Câu này không phải là câu về vận dụng cao đâu. Tuy nhiên,
là để cho chúng ta test một câu chính thôi, là câu số 1 thôi. Từ câu số 2 trở đi thì không có chuyện test như thế nào đâu các bạn nhá. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang thầy là câu số 2. À, câu số 2. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên R có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Đấy chính là đồ thị của hàm số y bằng fx. Đúng chưa? Và người ta hỏi các bạn là gì? Đặt gx bằng f của fx. Thầy tin chắc là đối với rất nhiều bạn bây giờ chưa biết cách xử lý bài này. Thầy tin chắc rất nhiều bạn chưa bao giờ biết cách xử lý bài này. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Câu số 2 các bạn nghiên cứu đề với thầy cho kỹ nhá. Người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx và người ta lại hỏi các bạn là f của fx và số nghiệm của phương trình g(x) bằng 0 là bao nhiêu nghiệm. Đúng không ạ? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào các bạn nhỉ? Đầu tiên này, bước 1 là đa số khi mà người ta cho các bạn đồ thị fx rồi thì các bạn phải có kỹ năng đó là đọc đồ thị đạo hàm. Đó, đọc đồ thị của fx trước, đúng không ạ? Fx trước. Chúng ta đọc như thế nào đây? Các bạn quan sát đồ thị này, các bạn nhìn thế này. Đây chính là đồ thị y bằng fx và các bạn nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là à, đồ thị y bằng fx có hai điểm cực trị, đúng không ạ? Có hai điểm cực trị tức là cái f của x này này, nếu như chúng ta cho bằng 0 thì chắc chắn là nó sẽ có hai nghiệm rất rõ ràng luôn. Một nghiệm có phải đúng chính xác là x bằng -1, đúng chưa? Đúng chưa? Đó, một nghiệm x bằng -1 và một nghiệm đó chính là x bằng gì các bạn? X bằng 0. Đồng ý chưa? Và nhớ rằng đây chỉ mới là đặt đồ thị của fx thôi nhá. Các bạn quan sát mắt thường có thấy luôn, đúng không ạ? Đây là một cực đại này. Thế x cực đại của nó chỗ này là -1 các bạn nhá. Các bạn nhìn rõ chưa? Đó, x bằng -1. Đúng không ạ? Thứ hai là x bằng 1, đúng không ạ? Xin lỗi các bạn nhá. X bằng 1 đấy, nó sẽ có hai cái điểm cực cực trị là điểm cực đại và điểm cực tiểu đây. Đúng chưa? Đó, bước 1 là chúng ta đặt đồ thị f phải thôi, đúng không ạ? Bước thứ hai của chúng ta là làm gì? Các bạn chú ý này. Khi mà người ta hỏi các bạn thằng này. Đấy, khi mà người ta hỏi các bạn thằng này, đúng không ạ? Số nghiệm của cái phương trình g(x) bằng 0 là tức là nó chính là đồ thị hàm hưởng. Thì các bạn phải tìm ra cho thầy đạo hàm của nó trước. Là các bạn thấy này, g(x) của thầy trong bài này nó chính là bằng cái này đạo hàm. Đúng không ạ? F của gì? F của fx tất cả đạo hàm. Đó, thì là bằng gì các bạn ạ? À, nó chính là bằng f(x) và nhân cho gì? F' của fx. Đó. Đúng chưa? Các bạn nhớ thầy nhá, không tính được đạo hàm thằng này thì các bạn không làm ở đâu. Đó, tại sao lại được như thế này thì các bạn chỉ cần nhớ thầy một cái công thức đạo hàm đó là fu tất cả phẩy thì bằng u phẩy nhân f'u. Chuẩn men chưa? Là đạo hàm của hàm hợp các bạn nhá. Sau đó thì người ta hỏi các bạn là số nghiệm của cái phương trình g(x) bằng 0 thì chúng ta chỉ cần cho nó bằng 0 thôi thì nó sẽ xảy ra ngay và luôn, đó là hai trường hợp là f(x) sẽ bằng 0, đúng chưa? Và f' của fx sẽ là bằng 0. Đó, nó sẽ có hai cái rất rõ ràng như thế này. Đúng không ạ? Và nhiệm vụ của bạn là tìm số nghiệm, là số lượng nghiệm các bạn nhé. Chỉ người ta chỉ hỏi các bạn là số lượng nghiệm của cái phương trình này thôi. Các bạn chú ý đề kỹ như thế. Đúng chưa? Và các bạn nhìn thấy này, f(x) bằng 0 thì thằng này nó chắc chắn là có hai nghiệm ở trên rồi. Đấy, đúng không? f(x) bằng 0 các bạn này. Thì nó sẽ có hai nghiệm ở trên, đó là x bằng -1 và x bằng 1. Đấy, các bạn nhìn thấy thằng này có hai nghiệm rồi. Đúng chưa? Rất tự tin và đẹp trai luôn. Để chúng ta thấy là có hai nghiệm rồi. Được chưa? Cái thằng thứ hai là f(x) của fx bằng 0. Thằng này các bạn này, thằng này nó chính là hàm hợp. Đúng không ạ? Nó chính là hàm hợp đấy. Vậy bản chất của hàm hợp đó chính là chúng ta chỉ cần thay cái phần ruột của nó cho thầy thôi. Đấy, các bạn chỉ cần thay phần ruột của nó cho thầy thôi nhá. Đấy, các bạn như thế này. Thằng này f(x) bằng 0 đúng không ạ? Thì nó là hàm đơn. Chúng ta sẽ suy ra đó là x bằng -1 và x bằng 1. Còn ở đây f(x) của fx thì nó là hàm hợp. Thì chỗ nào có x thì các bạn thay bằng cái ruột của nó. Đấy, đó chính là thay bằng fx. Đúng chưa? Vậy thầy có luôn nhá. Thầy có luôn, thầy giải cái phương trình số 2 này các bạn này. Phương trình số 1 này thì các bạn chắc chắn là có hai nghiệm rồi. Đúng chưa nhá? Chúng ta kết luận là thằng này chốt hạ nhá. Là có hai nghiệm rồi. Còn có thằng số 2 này là f(x) của fx bằng 0, đúng không ạ? f(x) của fx mà bằng 0 thì các bạn cũng có thể suy ra thầy là hai trường hợp. Một đó là fx, nhớ là fx nhá, ruột của nó chỉ là fx thôi. Là nhớ nhá, cái ruột của nó đây là ruột Việt Nam này, còn đây là ruột của Trung Quốc này, đúng không ạ? Thì các bạn thay cái ruột của Trung Quốc bằng cái ruột của Việt Nam. Nhớ cho thầy nhá, f(x) đây, đúng không ạ? fx đây. Vậy chúng ta có fx bằng -1 và fx bằng 1 đấy. Đó chính là bản chất của hàm hợp, chúng ta có thể suy ra luôn. Đúng chưa? Và nhiệm vụ của bạn là bây giờ chúng ta chỉ có dùng bằng mắt thôi. Ông nào lé thì không nhìn được thôi nhá. Bài này nó chỉ có dùng bằng kỹ năng đó là mắt thôi. fx bằng 1 và fx bằng -1 nó chính là dạng toán về tương giao của hai đồ thị. Đúng chưa? Là tương giao thôi. Các bạn xem này, fx bằng -1 đúng không ạ? -1 là thằng nào đây? Nhớ này. Đây chính là đồ thị y bằng fx. Đúng chưa? Rồi.
trừ một ra thằng đường thẳng nào, trừ một đây, các bạn nhìn thấy không, đây chính là đường thẳng y bằng trừ một, và các bạn chỉ cần quan sát bằng mắt thường chúng ta thấy rằng là nó có một giao điểm, đúng chưa, nó có một giao điểm nhá, tức là thằng này có một hiệu này, một hiệu phân biệt luôn các bạn, đấy, được chưa. Tiếp tục cái thằng trên fx bằng một, đúng không ạ, một nhìn đây, đây chính là cái đường thẳng y bằng một của thầy, đấy các bạn nhìn thấy chưa, cho thầy chưa, rõ ràng chúng ta cũng quan sát mắt thường thì thấy được rằng là nó sẽ cắt tại mấy điểm đây, nó có ba nghiệm phân biệt luôn, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể tính tổng lại tất cả các nghiệm của nó, là bao gồm có chỗ này có một nghiệm này, đấy, chỗ này có mấy nghiệm này, ba nghiệm này, và chỗ này cũng có mấy nghiệm nữa nhỉ, hai nghiệm. Vậy tổng tất cả các nghiệm của chúng ta đó chính là mấy nhỉ, là 2 cộng 1 cộng 3 là bằng 6 nghiệm tất cả. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, thấy chưa, bản chất của hàm luật đó chính là chúng ta chỉ cần thay cho thầy cái phần ruột của nó thôi. Bình thường là ruột Việt Nam, đấy, f ấy bằng không đây, thì chúng ta suy ra hai nghiệm là x bằng trừ 1 và x bằng 1, đúng chưa? Là đây chính là ruột của Việt Nam. Sau đó thì ruột của gì đây? À, đây là f phẩy của fx. Các bạn chỉ cần tất cả những cái gì có x thì thay bằng fx, là nó sẽ chuyển ngay về một bài toán là tự giao, đúng chưa? Đây là một cái bài toán rất là hay các bạn nhé. Các bạn nhớ cho thầy cái bài toán này, một bài toán cực hay luôn. Và năm 2019 thì nó xu hướng ra đề đó chính là đồ thị hàm hợp rồi. Thì các bạn cần phải lưu ý cho thầy cái điều đấy. Đồng ý chưa? Nhớ thầy điều đấy nhá. Là câu số 2. Ok, đang gần 900 bạn đã xem đây rồi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Buổi trưa mà đang đông bạn xem như thế này là rất là tốt rồi. Thầy chỉ tưởng là nó chắc chỉ cầm tầm khoảng 200-300 bạn xem thôi, nhưng mà không ngờ lại có đông như thế. Cảm ơn các em rất là nhiều nhá. Rồi, chúng ta bạn nào đang xem livestream thì các bạn share về đi. Sau đó thì thầy sẽ gửi cho các bạn đáp án chi tiết để các bạn có thể xem lại một lần nữa. Được chưa? Đấy, để đảm chất quả mời các bạn nhé. F của fx mà người ta lại hỏi các bạn số nghiệm của cái phương trình g phẩy x bằng bằng không, đã chưa? Câu số 2 là xong. Tiếp tục câu số 3, đấy, phía sau này nó còn có rất nhiều câu hay nữa các bạn này. Phía sau này còn có rất nhiều câu hay ho nữa, thì các bạn có thể học hỏi rất là nhiều điều thông qua các bài đồ thị này các bạn nhá. Được chưa? Đa số thì từ bây giờ trở về sau thì mỗi buổi trưa thì thầy sẽ cố gắng là làm cho các bạn một số cái bài toán vận dụng cao, nó cực hay luôn. Được chưa nhỉ? À, các bạn nhớ nhá. Tiếp tục câu số 3. Câu số 3 là một câu cực hay luôn, đúng chưa? Một câu cực hay luôn. Và thầy dám cam kết rằng là nếu bạn nào đã hiểu về bản chất rồi, nếu bạn nào đã hiểu về bản chất thằng này, đúng không ạ? Bản chất thì chỉ làm trong vòng 30 giây thôi. Nếu như bạn nào đã hiểu về bản chất rồi, không hiểu bản chất rất là khó các bạn. Đa số khi mà giải các bài toán về đồ thị thì bắt buộc các bạn cần phải hiểu bản chất cho thầy. Không hiểu bản chất thì nó rất là khó để chúng ta lên được level của nó. Được chưa? Rất là khó nếu như các bạn không hiểu về bản chất, và thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lối tư duy để làm sao đấy để các bạn hiểu bản chất của nó. Đó mới là cái quan trọng. Được chưa? Câu số 3 là câu rất hay, và thầy cam kết là nếu bạn hiểu bản chất thì cam kết luôn này. Cam kết luôn các bạn nhé. Trước khi các bạn xem cái lối mà thầy giảng bài này thì thầy cam kết một điều là nếu bạn đã hiểu bản chất thì chắc chắn bài này nó chỉ giải trong vòng 30 giây thôi. À, chắc chắn luôn. Được chưa? Nào, chúng ta nhìn cho thầy cái đồ thị như sau. Câu số 3. Một câu rất hay, đúng không ạ? Câu này câu cực hay luôn. Và rất nhiều bạn chưa biết làm bài này đâu. Rất nhiều bạn luôn. Được chưa? Nào, thì thầy sẽ dạy các bạn như sau. Đầu tiên này, là người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx. Đây, đây chính là đồ thị y bằng fx. Được chưa? Liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 9. Liên tục trên đoạn từ trừ 1 cho đến 9. Đấy, vậy cái mà các bạn suy ra được cho thầy đó là gì? Là các bạn nhìn vào đồ thị này, khi x của chúng ta, x của chúng ta nó sẽ chạy trên đoạn từ trừ 1 đến 9. Được chưa? Thì các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn đọc được cái gì? Các bạn đọc được cái gì? Đó là đọc được chắc chắn mu vẫn biết là gì nhỉ? Là cái min và cái max của nó. Đây, đây chính là cái giá trị max của nó đạt được tại hai điểm. Đúng chưa? À, tức là các bạn xem này, là max của thằng fx trên đoạn từ trừ 1 đến 9 chắc chắn là bằng mấy? Nó chính là bằng 2. Các bạn nhìn thấy không? Chắc chắn là bằng 2. Đấy. Tương tự, cái thằng min của thằng fx khi nó chạy trên đoạn từ trừ 1 đến 9 chắc chắn là mấy các bạn nhỉ? Chắc chắn là bằng trừ 4 thôi. Đấy. Vậy nhiệm vụ của đầu tiên của các bạn đó chính là gì? Khi mà người ta cho bạn một đồ thị y bằng fx liên tục trên đoạn này thì cái mà các bạn chắc chắn phải suy ra được cho thầy đó là gì? Là min max của cái hàm số đấy trên đoạn từ trừ 1 đến 9. Xong chưa? Cái này thì hầu như ai cũng có thể đọc được, chắc chắn luôn, ngu vẫn biết luôn, chỉ còn nhìn bằng mắt thôi, đúng không ạ? Ông này nó chỉ có nội dung bằng mắt thôi. Được chưa? Nếu như bạn nào lé thì không nhìn được thôi. Tiếp tục này, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m, đúng chưa, để cho bất phương trình này có nghiệm. Đấy, nghiệm đúng với mọi giá trị. Các bạn nhớ thầy cái câu nói này,
câu nói này rất là nhạy cảm này, là nghiệm đúng với mọi giá trị, đúng không ạ? Nghiệm đúng nhá, tức là giống như kiểu luôn luôn đúng vậy. Thì phương pháp làm bài này các bạn có thể nhìn cho thầy một cái phương trình nó rất là dài, các bạn nhìn thấy không, dài vãi trưởng ra. Tuy nhiên là chúng ta chỉ làm trong vòng 30 giây được bằng cách là các bạn đặt cho thầy này, đặt cho thầy Eric đặt bám bài bằng T đấy, đủ chưa? Bắt buộc các bạn nhìn cho thầy cái phương trình này nó rất là dài, tuy nhiên về bản chất của nó này không có gì khó cả. Nếu các bạn hiểu bản chất rồi thì nó không hề khó. Các bạn đặt Fx bằng T thầy, đủ chưa? Và sau khi đặt Fx bằng T thì các bạn phải biết chắc chắn là thằng T này này nó sẽ chạy trong đoạn từ 2 đến trừ 4, à trừ 4 đến 2, đủ chưa? Trừ 4, đủ chưa? Đến 2 đấy, tức là T thuộc đoạn từ trừ 4 cho đến 2, đủ chưa? T thuộc đoạn trừ 4 cho đến 2. Và tương tự như thế thì các bạn sẽ sau khi đã đặt thằng Fx bằng T thì toàn bộ cái phương trình này các bạn này nó sẽ chuyển về dạng đó là 16 nhân 3 mũ T, đúng chưa? Trừ đi cái thằng nào, trừ đi đúng chỗ này là T bình, đúng chưa? Cộng 2T trừ 8 đóng ngoặc lại nhân với gì? 4 mũ T lớn hơn hoặc bằng M bình trừ 3M nhân 6 mũ T, đúng chưa? Sau đó các bạn chuyển về đổi dấu thôi, đúng không ạ? Phương pháp làm bài này của chúng ta đó chính là cô lập M, phương pháp của chúng ta nhé, đó là cô lập M và tìm min max, đúng chưa? Đó, tìm min hoặc là giá trị lớn nhất. Đấy, cái phương pháp làm của chúng ta các bạn nhìn thấy quen thuộc chưa? Cô lập M có nghĩa là gì? Là chúng ta chuyển hết tất cả một cái M về một vế. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Là M bình trừ 3M, đúng không ạ? Chỗ này nhân 6 mũ T, vậy chắc chắn là thầy chuyển 6 mũ T sang bên này. Đấy, thầy có một cái phương trình chốt hạ đó là 16 nhân 3 mũ T này trừ đi với gì? T bình cộng 2T trừ 8, đúng chưa? Nhân với 4 mũ T, tất cả chia cho mấy? Chia 6 mũ T sẽ lớn hơn hoặc bằng M bình trừ 3M. Và nhớ cho thầy đó là nghiệm đúng nhé, tức là luôn luôn đúng. Đấy, các bạn nhớ thầy cái trường hợp này chưa? Là chúng ta vừa phân tích đề, đây chính là một bài toán chỉnh cộng, đúng chưa? Đây chính là một bài toán chỉnh cộng, nó rất hay, đúng không ạ? Rất đơn giản là chúng ta chỉ cần hiểu bản chất cho thầy thôi, là sau khi các bạn đã đọc cho thầy cái đồ thị của hàm số y bằng fx, chúng ta tìm được giá trị min max của nó và đặt fx bằng t, thì đây chính là cái phương trình chốt hạ cuối cùng của chúng ta, đây chính là cái phương trình chốt hạ cuối cùng của chúng ta, và t chắc chắn nó sẽ chạy trên đoạn từ trừ 4 cho đến 2. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và nhiệm vụ của bạn này, nhớ thầy cái từ luôn luôn đúng, nhớ thầy cái từ luôn luôn đúng. Vậy để bắt phương trình này luôn luôn đúng khi nào? Khi và chỉ khi cái thằng m bình này trừ 3m của thầy sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái gì các bạn nhỉ? Nhỏ hơn hoặc bằng cái min của vế trái. Đấy, vế trái các bạn nhá. Vế trái. Các bạn nhìn thấy cho thầy chưa? Đây là vế trái các bạn này. Đây toàn bộ cái thằng này nó là vế trái này. Được chưa? M bình trừ 3m nhỏ hơn hoặc bằng thằng này luôn luôn đúng khi nào? Khi nó nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của thằng vế trái. Và nhiệm vụ của bạn là gì nhỉ? Chắc chắn chúng ta sẽ bấm được máy tính. Các bạn sẽ dùng Casio cho thầy. Đúng chưa? Các bạn chỉ cần dùng máy tính Casio cho thầy nhá. Thì sau đó thì các bạn chắc chắn tìm được giá trị min của nó. Các bạn xem này, rất đơn giản luôn, đúng chưa? Chúng ta bấm cho thầy mốt mấy nào, mốt 8 này. Đấy, các bạn nhập cho thầy toàn bộ phương trình này vào nhá. Và nhớ rằng là T đó chính là nó sẽ chạy trên đoạn từ trừ 4 cho đến 2, được chưa? Vậy thầy bấm này, 16 nhân cho 3 mũ mấy nhá, 3 mũ T là 3 mũ X các bạn nhá, trừ với một ngoặc đơn T bình tức là X bình, đúng chưa? Cộng 2X này trừ đi 8 này đóng ngoặc lại này, đúng không ạ? Ok, bấm lại chỗ này một chút nhá. 3 mũ X này. Rồi, trừ đi gì nhỉ? X bình. Đúng chưa các bạn, nhìn thấy rõ không? Cộng 2X này trừ đi 8 này, đúng không ạ? Nhân với 4 mũ X. Ok, nhân với 4 mũ X này. Đấy, tất cả trên cho 6 mũ X, đúng chưa? Ok, và chắc chắn chúng ta sẽ tìm được giá trị max của nó hoặc min của nó là điều chắc chắn luôn. Được chưa? Và nhớ là T của chúng ta chạy trên đoạn từ trừ 4 đến 2, các bạn bấm này. Gửi, bạn bỏ qua nhá. Ok, rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Trừ 4 này bằng 2 này. Đấy, và 6 chia cho 20 bằng một phát là chúng ta sẽ tìm được ra cái giá trị min của nó được các bạn. Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được giá trị min của nó luôn. Được chưa? Các bạn bấm máy tính như thầy đi, tìm ra giá trị min của nó, tức là các bạn nhìn cái cột Fx nhá. Nào, min của nó bao nhiêu đây? Các bạn tìm nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó giảm dần đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Tức là min của nó bằng 4 luôn, đúng không các bạn? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Min của nó bằng 4, vậy thầy có luôn, đó là M bình trừ 3M của thầy nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng
nhân âm bằng 4. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Tương đương với m bình trừ 3m trừ 4 sẽ nhỏ hơn được bằng 0. Và cuối cùng đó là m của thầy nó sẽ lớn hơn bằng bao nhiêu và nhỏ hơn được bằng bao nhiêu. Các bạn có thể suy ra luôn cho thầy đó là trừ 1 cho đến 4, đúng chưa? Trừ 1 cho đến 4 thì có mấy giá trị nguyên nhỉ? Là m bằng trừ 1 này, 0 này, đúng không ạ? 1, 2, 3 và 4. Vậy chúng ta có tổng cộng là mấy cái đây? Có tổng cộng là 6 cái, đúng không ạ? Tức là 6 giá trị nguyên của tham số m. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, đúng chưa? Đã rất đơn giản các bạn nhé, cực kỳ đơn giản luôn. Và mục đích làm bài này nó chính là tìm. Đấy, các bạn nhớ này, cái từ rất nhạy cảm đó là nghiệm đúng với mọi giá trị. Đấy, về bài toán này thì thực ra nó chính là tìm min max. Bài toán này nó sẽ trở về bài toán tìm min max. Đồng ý chưa? Cực kỳ đơn giản, đây là bài toán chính cộng và chúng ta sẽ support được Casio, đúng không ạ? Support được Casio và tất cả mọi bài toán mà khi mà đã chuyển về một ẩn này các bạn này. Khi đã chuyển về một ẩn, có nghĩa là ẩn T và ẩn X gì đó đi chăng nữa thì vẫn có thể hoàn toàn chinh phục được ra. Đúng chưa? Hoàn toàn có thể chinh phục được là bằng máy tính luôn. Đấy, đồng ý chưa? Là câu số 3 nhá, một câu chính cộng, câu này là câu rất hay. Câu này câu rất hay các bạn nhá. Là xu thế ra đề năm 2019 là nó sẽ có từ là nghiệm đúng. Đúng không ạ? Chuyển từ một bất phương trình về tìm min max của một phương trình. Là xong này. Đấy, xong chưa? Là câu số 3 các bạn nhá. Nó rất là hay. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang thầy là câu số 4. Đúng không ạ? Câu này cũng là một câu về chính cộng đề của trường Nhân Khánh A Ninh Bình, là một trường đề trường thầy đánh giá là khá là khó. Nếu các bạn không hiểu về mặt chất thì các bạn sẽ rất là khó luôn. Cực kỳ khó. Đồng ý chưa? Nhưng khi mà nghe thầy giảng các bạn có thể ngấm cho thầy một chút. Các bạn nên ngấm cho thầy một chút về cái vấn đề mà liên quan đến cái đồ thị. Các bạn làm đi làm lại một số lần thì các bạn thấy tự nhiên nó sẽ vỡ ra rất nhiều điều. Và thầy tin chắc là các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua những cái đề như thế này. Đồng ý chưa? Nào, câu số 4 nhá, một câu chính cộng. Đúng không ạ? Câu chính cộng. Những bạn nào đạt mục tiêu 8 cộng, 9 cộng thì bắt buộc các bạn cần phải xem cho thầy cái kỹ năng để chúng ta xử lý được những bài đồ thị như thế này. Bắt buộc rồi. Nào, câu số 4. Câu số 4 nhá. À, một câu rất hay, đúng không ạ? Câu này nó một câu cực hay luôn. Rất hay. Được chưa? Nó chính là một trong những câu mà nó đỉnh cao của năm 2019, đỉnh cao nhá của đồ thị. Được chưa? Năm 2019. Thầy nghĩ rằng câu này nó chính là kế thừa cái đề của trường chuyên Vinh thôi. Câu này là câu kế thừa thôi. Được chưa? Cái kế thừa của đề của trường chuyên Vinh. À, năm 2019. Nếu các bạn nào xem đề của trường chuyên Vinh, các bạn sẽ có một câu nana giống như thế này. Và thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta xử lý bài này như sau. Cho một hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 3. Ok, nó vẫn liên tục đến đoạn từ 1 đến 3. Đúng chưa? Ok, vậy chúng ta sẽ tìm được cái gì? Nó cũng hoàn toàn giống như câu lúc nãy thôi. Các bạn nhìn này. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 3. Đã x bằng trừ 1 đây. Đúng chưa? Y bằng 3 đây. Vậy, cái mà các bạn cần phải đọc được cho thầy chắc chắn ngu vẫn biết, đó chính là cái thằng min của fx và max của thằng fx. Đấy, nhớ là x của chúng ta chỉ chạy trên đoạn từ trừ 1 đến 3 thôi nhá. Max của nó bằng nhiêu? Max của nó chính là điểm này đây. Tức là bằng 3, đúng không ạ? Bằng 3 luôn. Đấy. Khi nào? Khi x của thầy là bằng 3. Các bạn nhìn thấy chưa thầy chưa? Giá trị lớn nhất của hàm số đạt được là 3 khi x của thầy bằng 3. Tương tự, min của nó bằng nhiêu? Min của thầy nó chính là bằng trừ 2. Đúng chưa? Ok, bằng trừ 2. Khi và chỉ khi x bằng 2 đấy. Đó chính là cái đầu tiên các bạn phải đọc được cho thầy nhé. Người ta cho các bạn đồ thị cái gì thì các bạn đọc được cái đấy. Đồng ý chưa? Cái này nó cũng hoàn toàn tương tự. Khi mà người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 3 thì cái các bạn đọc được ra thay thằng này. Chắc chắn ngu vẫn biết luôn. Đúng không ạ? Các bạn chắc chắn là ngu vẫn biết luôn. Chỉ có dùng bằng mắt thôi. Đấy. Đồng ý chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ quan sát cho thầy cái đồ thị này đi. Các bạn quan sát thầy thằng này đi. Các bạn nhìn thấy này. Bất phương trình này có nghĩa. Đấy, nó có từ này có nghĩa các bạn này. Từ rất nhạy cảm, các bạn nhớ này. Từ nhạy cảm này. À, cực kỳ nhạy cảm luôn. Các bạn cần phải suy luận cho thầy đó tính là từ có nghĩa. Có nghĩa nhé, nó khác hoàn toàn với cả luôn luôn đúng. Đấy, chỉ cần từ có nghĩa thôi, thuộc đoạn từ trừ 1 đến 3. Vậy, các bạn xem cho thầy này, để phương trình này có nghĩa. Đấy, thầy đặt toàn bộ cái thằng vế trái nhé, thầy đặt gới đi. Đã đặt toàn bộ cái thằng vế trái của bất phương trình này, nó chính là bằng fx, đúng chưa? Cộng với căn bậc 2 của x cộng 1. Đấy,
cộng với căn bậc 2 của 7 trừ chữ x. Thằng này nó chính là fx, là đồ thị số 1. Thằng này thầy gọi là đồ thị số 2, tức là hx ấy. Được chưa? Các bạn có thể xem cho thầy cấu tạo của thằng gx này này. Nó bao gồm có hai hàm. Nó bao gồm có hai hàm, đó là hàm fx và hàm hx. Thầy đặt thằng này là toàn bộ thằng này nó chính là hx các bạn nhá. Rồi, có nghiệm. Đấy, các bạn phải phân tích cho thầy từ có nghiệm này ra. Để nó có nghiệm thì có nghĩa là gì? Các bạn nhớ này, để nó có nghiệm nhá, thì suy ra cái thằng M này này phải làm sao? Chỉ cần nhỏ hơn hoặc bằng giá trị mắc của thằng V trái là được. Đấy, đây chính là cái điều chốt hạ rất quan trọng mà các bạn cần suy luận ra. Đấy, các bạn cần phải suy luận ra điều này. Bất phương trình này chỉ cần có nghiệm thôi chứ không phải luôn luôn đúng. Các bạn nhớ nhá, chỉ cần có nghiệm thôi. Có nghiệm tức là cái thằng M này chỉ cần nhỏ hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất của cái thằng gì? Thằng V trái là xong ngay. Đúng ạ, nó là có nghiệm rồi. Còn nếu như nó luôn luôn đúng thì nó lại ngược lại, là thằng M này phải nhỏ hơn bằng giá trị min của nó. Đấy, hoàn toàn khác nhau hai từ có nghiệm và luôn luôn đúng. Được chưa? Ok, vậy quanh đi quẩn lại chốt hạ này các bạn này, đánh bài các bạn phải hiểu có từ chốt hạ. Đúng không ạ? Làm toán cũng phải có từ chốt hạ. Đó là gì? Quanh đi quẩn lại chốt lại, đó chính là chúng ta tìm gì? Tìm giá trị lớn nhất của cái thằng về trái. Đấy, các bạn chốt hạ lại cái tư duy này. Được chưa? Quanh đi quẩn lại toàn bộ cái bài này, nó chính là yêu cầu chúng ta tìm giá trị lớn nhất của thằng về trái. Và các bạn có thể hoàn toàn xem cho thầy, trong bài này chúng ta xử lý trong vòng 30 giây cuộc đời của bạn thôi. Thầy tin chắc là không bao giờ phí được 30 giây cuộc đời của bạn khi các bạn đã hiểu về bản chất thằng này rồi. Đó là như sau. Các bạn xem này. Xem nhá. Cấu tạo, bây giờ chúng ta đang tìm thằng lớn nhất của thằng về trái, đúng không ạ? Và các bạn xem cho thầy cấu tạo của thằng về trái nhá. Đây. Thằng về trái đây, đúng không ạ? Cấu tạo của thằng về trái bao gồm có hai hàm số là thằng hàm số fx và thằng hx. Đó, thầy đặt thằng này là chính hx các bạn nhá. Đấy. Vậy muốn tìm giá trị lớn nhất của nó thì nó chính là tìm như sau. Đó là các bạn tìm mắc của thằng gì? Mắc của thằng fx. Đấy, và tìm đồng thời nhá. Tìm mắc của thằng hx. Đấy, và hx của chúng ta các bạn biết nó là hàm số nào rồi nhá. Là căn bậc 2 của x cộng 1 và cộng với căn bậc 2 của 7 trừ x. Và nếu hai hàm số này mà đạt giá trị lớn nhất tại cùng một điểm, tại cùng nhá, một điểm là x bằng bao nhiêu đấy, thì chứng tỏ là toàn bộ thằng này nó chính đã đạt giá trị lớn nhất tại điểm đấy. Các bạn nhớ cho thầy, cái quan trọng nhất đó chính là cái hàm số hx này. Đấy, hàm số gx này đây, về trái đây. Đúng chưa? Nó cấu tạo bởi hai hàm số là thằng này với cả thằng này. Đấy, vậy để tìm giá trị lớn nhất của nó thì các bạn tìm giá trị lớn nhất của từng hàm số một ra. Đấy, tìm lớn nhất thằng từng hàm số một ra, đúng chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy này, fx đúng không ạ? Đạt giá trị lớn nhất ở đâu? Đấy, kể cả ngu vẫn biết được thằng này luôn. Mắc fx bằng 3, đúng chưa? Khi x bằng 3, đấy, cái thằng này là ngu vẫn biết mà, đúng chưa? Còn thằng còn lại, cái thằng hx này này, hx này, đó chính là gì? Nó chính là cái hàm số căn bậc 2 của x cộng 1 này cộng với căn bậc 2 của 7 trừ x này. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta muốn tìm lớn nhất của nó, đúng không ạ? Thì làm sao? Thì bấm máy tính. Đó, thì bấm máy tính, đúng không ạ? Đơn giản thôi, các bạn xem này. Căn bậc 2 của x cộng 1 này, đồng ý chưa? Cộng với căn bậc 2 của gì? 7 trừ đi x, ok man. Được chưa? X chắc chắn là chạy những đoạn từ trừ 1 đến 7. Trừ 1 này, bằng này, 7 bằng này, đúng không ạ? Và 8 chia cho 20. Đấy, các bạn tìm giá trị lớn nhất của nó thôi nhá. Chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của nó thôi. Các bạn xem nào. Các bạn xem nhá. X cộng 1 và 7 trừ x, đúng không? Các bạn xem lại hàm số nào. 7 x fx là bằng x cộng 1. Đúng chưa? Đến 7 trừ x. Nào, các bạn tìm cho thầy xem nào. Trừ 1. À, lớn hơn trừ 1 đến 7, đúng không ạ? Các bạn bấm cho thầy xem nào. Các bạn xem nhá. Cái giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu đây? 3,99 mấy này, đúng không ạ? Các bạn xem không? 3,99 mấy, tức là nó sẽ mắc của nó này, thằng này này. Mắc của nó xấp xỉ mấy? Xấp xỉ 4. Đấy, giá trị lớn nhất của cái thằng HX này các bạn này là bằng xấp xỉ 4. Khi và chỉ khi x bằng mấy? Các bạn xem này. Đúng chưa? Các bạn xem không? Nó bằng 4 luôn, đúng không ạ? Bằng 4 luôn, đỡ phải xấp xỉ luôn đấy. Bằng 4 luôn. Các bạn nhìn thấy không? Khi x của nó bằng 3. Ok. X của nó bằng 3. Đấy, các bạn nhìn thấy cho thấy chưa? Rất là vi diệu, đúng không ạ? Cực kỳ hay luôn. Và chúng ta nhìn thấy rằng là cái thằng fx đạt giá trị lớn nhất là bằng 3 khi x bằng 3. Đấy. Tiếp tục, thằng hx này đạt giá trị lớn nhất là bằng 4
khi x của nó cũng bằng bằng 3. Và các bạn nhìn thấy là hai hàm số này đặt giá trị lớn nhất tại cùng một điểm, đó là x bằng 3. Đấy, các bạn nhìn thấy thầy cho thầy chưa? X bằng 3 luôn đúng không ạ? Vậy suy ra mắc tổng của chúng ta đó chính là bằng 3 cộng 4 là bằng 7. Đấy, các bạn nhớ nhá, suy ra thầy kết luận này. Kết luận đó chính là giá trị lớn nhất gọi là mắc tổng nhá. Đấy, thì nó chính là bằng mắc của thằng fx cộng với mắc của thằng gì? Hx. Đấy, tức là bằng 4 cộng 3 thì bằng 7 thôi. Đạt được giá trị, đạt được nhá, khi x của thầy sẽ là bằng 3. Đó, đạt được khi giá trị của thầy x bằng 3. Vậy chúng ta đã tìm được ra mắc của thằng về trái đó chính là bằng 7. Đúng không ạ? Vậy suy ra là gì? Tương đương với chúng ta vừa phân tích đề bài ở trên thì suy ra tóm lại là m sẽ nhỏ hơn bằng 7. Đồng ý chưa? M sẽ nhỏ hơn bằng 7 thì đó chính là đáp án A. Đấy. Được chưa? Các bạn nhìn thấy cho thầy chưa? Nó rất là đơn giản. Đây chính là một bài toán mà muốn tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của một hàm số cấu tạo bởi hai hàm. Các bạn nhớ nhá, đây là cấu tạo bởi hai hàm này, là hàm fx. Đúng chưa? Và hàm này. Đấy, thì chúng ta bắt buộc phải tìm ra cho thầy từng hàm con. Đấy, từng hàm con các bạn nhá, từng hàm con. Và nếu như nó đạt được min hoặc mắc tại cùng một điểm thì đó chính là giá trị tổng luôn. Đấy, sao chưa? Tại cùng một điểm mà nó có đạt được giá trị lớn nhất của cả hai hàm đấy thì suy ra nó sẽ xảy ra trường hợp đó là có mắc tổng hoặc có min của tổng luôn. Đồng ý chưa? Tại sao lại là 1 và 7 à? Ok, cái này này các bạn này. Hồi xưa có bạn hỏi là tại sao lại trừ 1 và 7? Thằng này điều kiện của nó là x cộng 1 phải lớn hơn bằng 0 mà. Tương đương với x của chúng ta là lớn hơn bằng trừ 1 thôi. Đúng chưa? Tương tự thứ hai đó là 7 trừ x của thầy nó lớn hơn bằng 0 thì x sẽ nhỏ hơn bằng 7 thôi. Cái gì đâu mà phải hỏi thằng này. Đúng không ạ? Giải vận cũng cao mà còn hỏi thằng này nữa thì xin chịu đấy. Đồng ý chưa? Đó chính là câu số 4, một câu chiến cộng rất là hay. Và các bạn cần phải chú ý thầy, đây chính là xu hướng ra đề năm 2019. Xu hướng ra đề luôn là người ta sẽ hỏi các bạn chắc chắn có một câu liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm số mà cấu tạo bởi hai hàm. Đã cấu tạo bởi hai hàm, các bạn cần phải nhớ thầy cách làm. Đó chính là chúng ta phải giải quyết từng thằng một ra. Và nếu như nó đạt được tại cùng một điểm thì đó chính là đáp án đúng luôn. Vậy mô của thầy chắc chắn nhỏ hơn bằng 7. Bài này nó không cần phải giải quá nhiều, không cần giải quá nhiều. Đúng chưa? Đấy, nhớ thầy cái điều này, các bạn lấy giấy bút ra các bạn ghi vào thầy. Quá nhiều nhá. Mà cần phải là gì? Là phải biết cách làm, tức là phải tư duy tốt được. Đúng không ạ? Cần phải tư duy tốt được điểm này, còn không tư duy được thì các bạn sẽ chết ngay. Đồng ý chưa? Đấy, xu thế ra đề năm 2019. Các bạn lưu ý thầy cái điều này là câu số 4. Nó có rất nhiều câu hay. Đề của trường Yên Khánh A Ninh Bình là một đề cực kỳ hay luôn. Tất cả các câu của nó thì các bạn thấy học hỏi rất là nhiều điều thông qua các câu đấy. Đồng ý chưa? Tiếp tục là câu số 5. Các bạn lưu ý nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang thầy là câu số 5. Mà câu cũng rất là hay đúng không ạ? Thực ra câu này thì nó gọi là quen rồi các bạn. Câu số 5 là câu nói chung là chúng ta có thể làm rất nhiều rồi. Làm nhiều các bạn nhé. Làm nhiều lắm rồi đúng không ạ? Tất cả các bạn lớp VIP của thầy mà đã học với thầy rồi thì cái bài đối thị này mà không làm được thì các bạn phải chặt cu ngay. Thầy dám khẳng định các bạn một lần nữa là chặt cu đi. Đồng ý chưa? Nếu không làm được bài này, nếu như ra đề thằng này ấy, không làm được nữa thì các bạn cứ xác định là bây giờ chặt cu đi. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Thầy làm nhanh các bạn này. Người ta cho các bạn một đồ thị đạo hàm. Ok, các bạn đọc cho thầy này. Đây chính là đồ thị y bằng f phẩy của x. Đồng ý chưa? Ok men nhá. Các bạn xem này, nó hơi mờ một chút thôi nhưng mà vẫn hoàn toàn đọc được. Chỗ này -2, chỗ này -3 đây. 1 đây nhá, 2 đây, 3 đây. Chỗ này là trừ mấy đây, trừ 4 đây. Đồng ý chưa? Đó, chỗ nào mà mờ thì thầy có thể hoàn toàn là có thể giải lại cho các bạn. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là bạn nhìn này, số điểm cực đại. Đó, số điểm cực đại của đồ thị hàm số đúng không? Bài này làm cực kỳ quen luôn, cực kỳ quen luôn. Vậy để giải quyết bài toán này thì các bạn nhớ này, tất cả mọi cái bài toán của hàm hợp, thằng này nó chính là hàm hợp này, thằng này chắc chắn là hàm hợp rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên là người hỏi bạn số điểm cực đại của nó thì phải làm như nào? Ngu vẫn phải biết đó chính là có ba bước. Bước 1 là tính đạo hàm, là g phẩy của x, đúng chưa? Mà thầy đã dạy cho các bạn rất nhiều rồi. Tính đạo hàm nó ra đó chính là gì? Là bằng 3x bình trừ 3, 3x bình trừ 3, đúng chưa? Mà nhân với thằng nào? Nhân với f phẩy của 3x, x mũ 3 trừ 3x, đúng không ạ? X mũ 3 trừ 3x. Đó, câu này cũng là một câu chính cộng các bạn nhé. Một câu chính cộng nhưng mà tuy nhiên các bạn cần phải hiểu được cái cách xử lý bài này. X mũ 3 các bạn này, x mũ 3 trừ 3x, được chưa? Tính đạo hàm ra nhá. Không tính đạo hàm này thì không làm ở đâu.
có công thức thôi, đúng không ạ? Nhiều bạn vẫn chưa hiểu là vì sao bạn làm thằng này nó lại ra như này, các bạn cần xem xét lại ngay thôi, các bạn cần xem xét lại bản thân mình một lần nữa, đồng ý chưa? Tiếp tục, bước thứ hai là chúng ta phải cho nó bằng không. Các bạn giải nghiệm ra nhé, các bạn giải nghiệm ra nhanh như thầy xem nào. 3x bình trừ 3 bằng 0 vẫn chắc chắn x bằng cộng trừ 1 rồi, đúng không? Tiếp theo, các bạn xem này, cái thằng f phẩy của x mũ 3 trừ 3x bằng 0, đúng không ạ? Để giải quyết được trường hợp này, các bạn giải quyết hàm đơn trước cho thầy. Đó chính là f phẩy x này, nếu đây là đồ thị y bằng f phẩy x, đúng không ạ? Sau đó các bạn cho nó bằng 0 thì chúng ta có thể suy ra là nó có hai nghiệm này các bạn này, là x bằng trừ 2 và x bằng 1. Đấy, đồng ý chưa? X bằng trừ 2 và x bằng 1. Tuy nhiên, cái thằng trừ 2 này các bạn này, đây được gọi là điểm tiếp xúc, tức là chúng ta phải loại nó đi. Loại nó đi, chỉ có thằng này thỏa mãn các bạn nhé. Chỉ có duy nhất thằng này có thỏa mãn thôi, đúng không ạ? Tại sao cái thằng trừ 2 loại đi? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy rằng cái đồ thị đây là đồ thị đạo hàm. Nếu như x nhỏ hơn trừ 2 hay lớn hơn trừ 2 thì đạo hàm qua cái điểm này cũng không đổi dấu. Tức là khi xét về cực trị chúng ta không được xét thằng này, bắt buộc phải loại ngay từ vòng gửi xe. Được chưa? À, chỉ còn lấy một nghiệm đó là x bằng 1 thôi. Và đây chính là giải hàm đơn. Còn giải hàm hợp ở đây các bạn nhìn này, f x mũ 3 trừ 3x, đúng chưa? Thì thầy có luôn nhá, là x mũ 3 trừ 3x của thầy phải bằng 1. À, rút ruột ra và thay vào được gọi là thay cái lõi của nó thôi, đúng không ạ? Tương đương với nhá, x bằng cộng trừ 1 rồi, đúng không ạ? X mũ 3 trừ 3x bằng 1 xem nào, các bạn bấm cho thầy xem nào. 1 này, 9, 2, 3, đúng không ạ? 1 bằng này, 0 bằng này, trừ 3 bằng này, trừ 1 bằng này. Đó, kiểm tra hết tất cả cái nghiệm của thầy xem nhá, bằng bao nhiêu đây? 1,879, ok, có một nghiệm nào, x bằng 1,879, đúng không ạ? Các bạn kiểm tra nhá, x bằng bao nhiêu nữa nào? Trừ 3,47, ok, trừ 0,347. Đó, vòng nghiệm nữa nào, x bằng bao nhiêu? Trừ 1,53, ok men, trừ 1,553. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy bước thứ hai của chúng ta đã xong. Bước thứ hai đã xong các bạn nhá. Bước 1 là các bạn tính đạo hàm nó ra. Bước thứ hai, các bạn cho phương trình đạo hàm này bằng 0 và tìm ra tất cả nghiệm như thầy. Đồng ý chưa? Và bước thứ ba là bước quan trọng nhất. Bước thứ ba này là bước quan trọng nhất các bạn này. Đó được gọi là vẽ bảng bảng biến thiên. Đấy, vẽ bảng biến thiên của cái hàm số gx này như thầy. Đấy, các bạn cần phải vẽ được bảng biến thiên đó. Và sau khi đã vẽ được bảng biến thiên đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đọc được hết tất cả mọi cái luôn. Đấy, đọc được hết tất cả mọi cái luôn nhé. Kể cả người ta hỏi các bạn đồng biến nghịch biến, hay là người ta hỏi các bạn cực đại, cực tiểu hay cực trị, chúng ta đọc được hết tất cả luôn. Thậm chí cả bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất các bạn đều đọc hết luôn thông qua cái bảng biến thiên này. Và đây được gọi là bước sống còn của chúng ta nhé. À, bước sống còn của chúng ta. Và chắc chắn bước 1 và bước 2 thì thầy nghĩ rằng là những bạn nào học lực bình thường thì vẫn có thể làm được. Đấy, học lực quá bình thường luôn vẫn có thể hoàn toàn làm được. Tuy nhiên cái bước thứ 3 mới là cái bước quan trọng nhất. Được chưa? Ok, có bạn Quang Hoàng bảo là mũi tên tình yêu, đúng rồi. Nhưng mà nó tiến bộ hơn một chút nữa, người ta gọi là tiến hóa hơn một chút nữa các bạn nhá. Tiến hóa hơn. Đúng chưa? Và chúng ta có thấy cách xét bảng biến thiên như sau. Thầy vẽ các bạn một bảng biến thiên chắc chắn luôn luôn đúng này. Chắc chắn luôn luôn đúng nhá. Đó là xét dấu hai hàm. Đã xét dấu hai hàm. Đấy, các bạn nhìn thấy thầy nhá. Đây là x đây, đúng không ạ? Và đây chính là 3x bình trừ 3 này, một chỗ. Đây chính là f phẩy của thằng gì? Của x mũ 3 trừ 3x. Và đây chính là g phẩy của x, tức là bằng 3x bình trừ 3 nhân với f phẩy của x mũ 3 trừ 3x. Đấy, đây được gọi là xét dấu hai hàm. Nhiều bạn vẫn hỏi là tại sao lại phải xét dấu hai hàm như thế? Bởi vì các bạn quan sát vào thằng g phẩy x, các bạn vừa tính đạo hàm xong các bạn ấy, các bạn xem quan sát vào thằng g phẩy x này thì rõ ràng là dấu của thằng g phẩy x nó phụ thuộc vào cả thằng trước và cả thằng sau, đúng không ạ? Đây được gọi là hàm số 1 và đây được gọi là hàm số 2. Tức là dấu của thằng g phẩy x này toàn bộ nó phụ thuộc vào cả thằng 1 và cả thằng 2. Vì thế là nó sẽ phải xét dấu hai hàm. Đồng ý chưa? Đấy, vậy xét dấu hai hàm đầu tiên các bạn này, cách xét dấu rất là đơn giản thôi. Chúng ta viết tất cả các nghiệm lên trục số thôi, theo thứ tự từ bé cho đến lớn. Đồng ý chưa? Nào, thằng bé nhất là thằng nào? Là trừ 1,53, đúng không ạ? Tiếp theo là trừ 1. Đấy, tiếp theo là trừ 0,347. Được chưa? Đấy, tiếp tục nhá. Tiếp tục nào, còn mấy nghiệm nữa nào? Tiếp theo là đến mấy các bạn nhỉ? Đến 1 này, đúng không ạ? Và cuối cùng là 1,8779. Đấy, các bạn xem thấy tất cả nghiệm của nó đúng 5 nghiệm chưa? Chỗ này rõ ràng là âm vô cùng rồi, đúng không ạ? Chỗ này là dương vô cùng rồi. Đấy, thoải mái đi nhá. Hoàn toàn có thể thoải mái. Thầy dạy các bạn cách xét dấu hai hàm các bạn nhá.
xét dấu hai hàm và dựa vào bảng biến thiên thì chắc chắn là chúng ta có thể giải ra được hết tất cả luôn. Đồng ý chưa? Nào, 3x bình trừ 3 thì nó đạt bằng 0 tại hai giá trị này. Đấy, đạt bằng 0 tại hai giá trị này, đúng chưa? Trong trái ngoài ngoài cùng, trong là nó sẽ trái dấu hệ số A. Vậy trong mang dấu âm. Đấy, ở ngoài thì chắc chắn là mang dấu dương thôi, đúng không ạ? Trong trái ngoài cùng mà, câu nói từ năm lớp 9 chúng ta đã học rồi. Đấy, trong trái ngoài cùng với chỗ này là mang dấu âm, chỗ này là mang dấu dương. Vậy hàm số thứ nhất chúng ta đã xét xong. Hàm số thứ hai là f phẩy của x mũ 3 trừ 3x, đúng không ạ? X mũ 3 trừ 3x, thằng này bằng 0 này. Thằng này không có này, thằng này bằng 0 này, đúng không ạ? Thằng này không có này. Thằng này bằng 0. Các bạn nhìn thấy chưa, thấy chưa? Ok. Vậy để xét dấu nó thì chúng ta làm như nào đây? Rất đơn giản thôi. Đầu tiên, các bạn sẽ chọn thêm một giá trị, ví dụ như là 1,879, nó lớn hơn 1,879, tức là chúng ta chọn x bằng mấy nhỉ các bạn ạ? Chúng ta chọn x bằng 2 thôi. Sau khi đã chọn x bằng 2 các bạn thay vào đây thì rõ ràng f phẩy của chúng ta cần phải tính đó là gì nhỉ? 2 mũ 3 thì bằng 8 này. 8 trừ cho thầy là trừ cho mấy nhỉ? Trừ 6 thì bằng 2. Đúng không ạ? À là bằng 2. Đấy, thì các bạn xem cho thầy cái đồ thị này, f phẩy tại 2 nó dương em nhá. Đây là 1 này đúng không ạ? 2 đây. Thì f phẩy tại 2 thì nó sẽ đạt được tại trên này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Chứng tỏ là f phẩy tại 2 là nó dương. Đúng không ạ? Vậy chỗ này là dương không? Đấy, và tất cả ba nghiệm này đều là ba nghiệm đơn thì nó rõ ràng là f phẩy x nó sẽ đổi dấu qua ba nghiệm đấy. Chỗ này dương, đúng chưa? Chỗ này âm. Chỗ này là âm. Đấy, nhớ là qua một nó không ảnh hưởng đâu các bạn nhé. Dấu gạch ngang nó không ảnh hưởng đâu. Đấy, chỗ này là dương. Đúng chưa? Chỗ này là dương và chỗ này là âm. Đấy, các bạn nhìn cho thầy thấy chưa? Ok chưa? Tổng kết lại nào. Đấy, cộng trừ là trừ luôn. Cộng, đúng chưa? Đấy, trừ này, cộng này, trừ này và cộng. Đấy các bạn nhìn thấy cho thầy chưa? Rõ ràng là chúng ta nhìn vào đây bảng máy tiền đúng không ạ? Chúng ta suy ra hết tất cả luôn. Chỗ này âm thì đi xuống, cộng thì đi lên, âm thì đi xuống, cộng thì đi lên và âm thì đi xuống và cộng thì đi lên. Đấy, tất cả thằng này thì chúng ta có thể nhìn được ra hết tất cả luôn nhá. Nếu như bài này mà người đang hỏi các bạn là có bao nhiêu điểm cực trị thì nó rất easy thôi, là 5 điểm cực trị luôn, đúng không ạ? Rất easy luôn, 5 điểm cực trị. Tuy nhiên bài này người ta hỏi chi tiết cho các bạn là số điểm cực đại hoặc là số điểm cực tiểu thì bắt buộc các bạn cần phải vẽ bảng biểu thiên này ra. Thì nhìn vào bảng biểu thiên này người ta gọi là xét dấu hai hàm, được chưa? Xét dấu hai hàm thì sau đó thì làm sao nhỉ? Là chúng ta sẽ nhìn được hết tất cả cái bảng biểu thiên của nó luôn. Đấy, nhìn vào đây các bạn nhìn thấy là đặt cực đại tại điểm này này, điểm này này. Đấy, các bạn nhìn thấy cho thấy chưa? Hai cực đại và mấy cực tiểu đây, ba cực tiểu. Vậy chúng ta sẽ suy ra đó là đáp án B, đúng không ạ? Đấy, rất đơn giản các bạn, cực kỳ đơn giản luôn. Thì nó sẽ suy ra ngay. Đấy, hiểu chưa? Là câu số 5. Đồng ý chưa? Đấy, tiếp tục là chúng ta chuyển sang thầy câu số 6, một câu rất hay. Câu này là câu chắc chắn là câu chính cộng rồi nhá. Tại bài này thì thực ra thì thầy nghĩ là không chả có câu nào mà liên quan đến 8 cộng đâu. Tất cả đều là những câu rất hay. Đúng không ạ? Và thầy nghĩ rằng là thông qua những cái bài như thế này thì các bạn có thể hiểu cái tư duy để chúng ta giải vận dụng cao của đồ thị. Cái quan trọng nhất là não của các bạn cần phải thông ra. Được chưa? Các bạn hiểu về bản chất của nó thì sau đó mới làm được. Đúng không ạ? Các bạn hiểu về bản chất của nó thì mới làm được. Thì tại sao, ví dụ như các bạn hiểu này, tại sao trong bài này là phải xét dấu hai hàm mà không phải xét dấu một hàm? Rất đơn giản thôi, các bạn tự chất vấn lại bản thân đi, đúng không ạ? Thì thằng G với X này các bạn thấy không, nó cấu tạo bởi hai hàm số là thằng này và thằng này. Đấy, dấu của thằng G với X nó phụ thuộc vào cả thằng số 1 và cả thằng số 2. Thì suy ra là gì các bạn nhỉ? À, chúng ta phải xét dấu hai hàm. Đấy, rất đơn giản thôi, các bạn nhìn thấy chưa? Nhớ thầy cái điều đấy. Còn câu số 6 là câu cực hay luôn nhá. Thầy tin chắc là rất nhiều bạn không biết làm câu số 6 đâu. Câu số 6 rất hiếm bạn làm được luôn. Câu 6 nhá. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm và liên tục trên đoạn từ trừ 3 cho đến 3. Đấy, có đồ thị hàm số y bằng f phẩy x như hình vẽ. Đấy, f phẩy x đây các bạn nhá. Nhìn thấy chưa? Ok, và các bạn nhìn thấy này, sau đó thầy sẽ chuyển đề sang bên kia nhá. Các bạn nhìn thấy nó rất hay luôn. Đây, người ta hỏi các bạn đây, biết f tại 1 bằng 6, ok men, thằng này bằng 6 nhá. Gx bằng fx trừ thằng này, mệnh đề nào sau đây là đúng? Mệnh đề nào sau đây đúng? Các bạn đọc đề kỹ vào, bởi vì không đọc đề kỹ thì các bạn không làm được đâu. Bài này đừng có kiểu là làm kiểu trẻ trâu. Nếu các bạn dùng cái tư duy trẻ trâu vào đây thì các bạn sẽ không bao giờ làm được, và các bạn cũng không bao giờ khá lên được đâu. Mà các bạn cần phải gì nhỉ? À, hiểu bản chất của nó. Các bạn nhớ thầy cái từ hiểu bản chất nhé. Hiểu bản chất có nghĩa là gì? Là làm thế nào giải quyết được câu hai câu hỏi người ta mới gọi là hiểu bản chất. Làm thế nào, đúng không ạ? Làm thế nào và tại sao lại làm như thế, đó là mới gọi là hiểu bản chất.
Được chưa? Giải quyết được hai câu hỏi này, người ta mới gọi là hiểu trận. Làm thế nào và tại sao lại làm như thế? Được chưa? Nào, thầy sẽ hướng dẫn bằng cách chúng ta giải bài toán câu số 6 như sau. Một câu 9 cộng rất hay. Cho đồ thị đạo hàng, ok, y bằng f x, ok nhá. Rồi, để đấy. Bây giờ người ta hỏi thằng nào đây? Người ta hỏi thằng nào đây? Các bạn xem này. F x, g x bằng f x. Đây, thầy viết lại này. G x đúng không ạ? Là bằng f x trừ đi thằng nào? Trừ đi x cộng 1 tất cả bình trên 2. Đấy, và chúng ta xét nghiệm trên đoạn từ, xét xem cái phương trình g x bằng 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn từ trừ 3 đến 3. Đó, đây chính là đề bài của chúng ta. Đúng chưa? Ok. Vậy chúng ta sẽ làm như nào đây? Câu số 6 này, thầy hướng dẫn các bạn nhá. Đây chính là một bài toán rất là quen, đúng không ạ? Về câu hỏi thì nó không quen, nhưng về cách làm thì nó vẫn được gọi là từ quen. Tại sao lại thế? Bởi vì rõ ràng bài này các bạn chỉ cần nhỉ? Chỉ cần một làm thêm một đúng một điều thôi. Đó là chỉ cần làm thêm đúng một điều này. Một điều duy nhất thôi. Đó là vẽ được cái bảng biến thiên của thằng nào? Của thằng GX là nó sẽ ra ngay. Đấy. Đây là một bài toán chắc chắn khẳng định các bạn là 9 cộng luôn. Các bạn mang lên lớp đi xem có bạn nào làm được bài này không thì bạn biết ngay mà. Đúng chưa? Như bạn bảo là bài này nó chỉ có việc là 7 cộng, các bạn cứ đưa lên trên đi. Các bạn đưa lên trên lớp xem là có bao nhiêu bạn làm được bài này thì các bạn sẽ hiểu ngay. Và đây chính là một bài mà chỉ cần vẽ được bảng biến thiên của thằng GX thì chúng ta quan sát ở đấy thì các bạn mới biết được là gì nhỉ? Nó cắt OX tại bao nhiêu điểm. Đồng ý chưa? Nhớ cho thầy nhá. Nhớ thầy này, đây. Lưu ý thầy này, đề bài phải đọc cho kỹ nhá. Đừng có dùng theo phương pháp thể châu đọc lướt qua mà đòi làm được luôn nhá. Không có chuyện như thế đâu. Đọc lướt qua mà làm như thế là không được đâu nhá. Đây. GX đây. Mệnh đề nào sau đây đúng? Phương trình GX bằng 0 có bao nhiêu điểm thuộc khoảng thuộc đoạn từ -3 cho đến 3. Đấy, đồng ý chưa? Nào, bây giờ thì thầy sẽ dạy các bạn này, vẽ bảng biến thiên này thì đầu tiên chúng ta nhớ nhá. Tất cả bài toán mà vẽ bảng biến thiên thằng này nó đều có 3 bước. Được chưa? Nó đều có 3 bước rất chi tiết và cụ thể luôn, không chật được bước nào luôn, đúng không ạ? Không đấm không trượt phát nào luôn. Nào, chúng ta chú ý. Bước 1 là luôn luôn kẻ ngu vẫn biết là các bạn phải tính đạo hàng nó ra. Đó, g phế các bạn phải tính nó ra nhá. Vậy g phế bằng gì? Nó chính là bằng f phế, đúng chưa? Trừ cho x cộng 1 luôn. Đấy. Đó chính là đầu tiên của chúng ta nhá. Đây là g phế các bạn nhớ đây. Đấy, đóng khung lại thôi. Đấy, ngu vẫn biết là tính được đạo hàng này. Bước thứ hai của chúng ta là gì? Là cho đạo hàm đấy bằng bằng 0. Thì chúng ta có thể xấy cho thầy ngay và luôn, đó là f(x) chính là bằng x cộng cộng 1. Đấy. Số nghiệm của phương trình này nó chính là số giao điểm của hai đồ thị, một đồ thị đây. Đúng chưa? Là đồ thị y bằng f(x) là người ta cho sẵn các bạn đây này. Đây chính là đồ thị y bằng f(x) người ta cho sẵn rồi. Đúng chưa? Và đồ thị thứ hai đó chính là cái đường thẳng y bằng x cộng 1. Đấy, vậy đường thẳng y bằng x cộng 1 như thế nào đây? Các bạn nhìn thấy này. Nó sẽ đi qua ba điểm đặc biệt này. Các bạn nối lại nhá, nối lại đi qua ba điểm đặc biệt này đây. Ok chưa? Đấy, kéo dài nó ra thôi và đây chính là đường thẳng y bằng x cộng 1 của ta. Rất đơn giản luôn nhá. Không tin các bạn có thể thay x bằng -3 vào xem đúng chính xác là y bằng -2 không. X bằng 1 vào thì y có đúng bằng 2 không? X bằng 3, y có đúng bằng 4 hay không? Các bạn thay tất cả ba điểm này vào thì đó chính là ba điểm đặc biệt mà cái đường thẳng y bằng x cộng 1 này nó sẽ đi qua. Và bây giờ bước thứ hai chúng ta sẽ tìm ra tất cả nghiệm của thầy, đó là mấy nghiệm nào? Một nghiệm là -3, x bằng -3 đây, đúng chưa? Nghiệm thứ hai là x bằng mấy? X bằng 1. Đấy, và nghiệm thứ ba đó là x bằng mấy? X bằng 3. Ok men, là có ba nghiệm rõ ràng như thế này, đúng chưa? Có ba nghiệm rõ ràng như thế. Bây giờ bước thứ ba là các bạn vẽ bảng biến thiên nó ra, nhớ nhá, vẽ bảng biến thiên. Thằng này nó là quan trọng nhất. Đó, nhớ thầy quan trọng nhất, bởi vì bài toán có thành công hay không là việc các bạn có vẽ đúng bảng biến thiên hay không. Vẽ sai thì nó trượt hết, đúng chưa? À, vẽ đúng hay không thôi. Các bạn nhìn thấy cách thầy vẽ bảng biến thiên như sau. Đây, thầy hướng dẫn các bạn này nhá, nó rất đơn giản thôi. Đây, đầu tiên này, ngu vẫn biết là nó có bao nhiêu hàng các bạn nhỉ? 3 hàng thôi, đúng không ạ? Đây x nhá, đây là gì? G phẩy x và đây chính là g x. Đấy, vẽ được bảng biến thiên g x là xong ngay. Thứ nhất là chỉ xét trên đoạn từ -3 cho đến 3 thôi và có một nghiệm đó là 1, đúng chưa? Ok, rất đơn giản các bạn nhá, cái này thì hầu như chúng ta đều biết được rồi. Tiếp tục nha, x bằng -3 đến 1, các bạn xét cho thầy đoạn từ -3 đến 1 thì làm sao? Các bạn nhìn thấy này, -3 đến 1 thì đúng chính xác thằng này nó chính là f x, đúng không ạ? F x nó nằm trên cái đường thẳng đấy, trên khoảng từ -3 cho đến 1, các bạn nhìn thấy không? Thì suy ra là đồ thị đạo hàm nó sẽ nằm trên cái đường thẳng x cộng 1. Thì chứng tỏ rằng là gì? Chứng tỏ là hiệu thằng này nó phải dương,
bởi vì thằng này lớn hơn mà, đúng không ạ? Thằng lớn chứ thằng bé chắc chắn nó phải ra dương. Đấy, vậy chúng ta sẽ suy ra về thằng này là mang dấu dương. Và thầy nhắc lại lần nữa là để xét xem là nó dương âm thì các bạn chỉ cần nhìn vào đồ thị xem là thằng nào nó nằm trên thôi. Trên khoảng từ -3 đến 1 thì đồ thị đạo hàm, đây các bạn nhìn thấy không? Đó, đồ thị đạo hàm nó toàn bộ đồ thị đạo hàm nó sẽ nằm trên cái độ thẳng x cộng 1 thì chứng tỏ hiệu này nó sẽ mang dấu dương các bạn. Hiệu này thằng lớn chứ thằng bé chắc chắn mang dấu dương. Đúng chưa? Hoàn toàn tương tự là nếu như nằm trong đoạn từ -1 đến 3 thì nó lại là mang dấu âm. Đồng ý chưa? Thì suy ra là gì? Cộng thì đi lên, trừ thì đi xuống. Đó. Và thằng này nó chính là g tại 1 luôn các bạn nhá. G tại 1 luôn. Đồng ý chưa? Nó chính là g tại 1 luôn. Sau đó các bạn có thể tính ra thầy g tại 1 này bằng cách như sau. Thay vào đây. G tại 1 ở đâu? Đó, các bạn nhìn thế này. Trong bài này người ta cho f tại 1 là bằng 6 đúng không ạ? Và g tại 1 các bạn thay vào đây. Đấy, g tại 1 các bạn thay vào đây nhá. Các bạn tính này, g tại 1 có đúng chính là bằng f tại 1 mà trừ cho mấy? Thay 1 vào đây đi. 1 cộng 1 là bằng 2 đúng không ạ? 2 bình bằng 4, 4 chia 2 bằng 2, tóm lại là trừ cho -2 và thầy có luôn là bằng 6 -2 thì bằng 4. Đấy, các bạn nhìn thấy không? G tại 1 là bằng 4. Đấy. Đồng ý chưa? Và nhớ là chỉ có tính chất đoạn từ -3 đến 3 nhá. Thằng này là g tại -3, thằng này nó chính là g tại 3. Đấy, đây chính là bảng biến thiên của nó. Đúng chưa? Đây chính là bảng biến thiên của nó. Tuy nhiên, để biết được rằng là nó cắt trục với tại bao nhiêu điểm, các bạn nhìn thấy này. Phương trình gx bằng 0 có bao nhiêu nghiệm? Đúng không ạ? Thuộc đoạn -3 cho đến 3 thì các bạn cần phải xem năng là gì nhỉ? À, trong hai thằng này có thằng nào nó nằm dưới hay nằm trên trục x? Tất cả các bạn cần phải xét xem là g tại -3 và g tại 3 như thế nào. Đúng chưa? G tại 3 và g tại -3 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn xem này. Các bạn xem nhá. Đầu tiên này, các bạn nhìn vào đồ thị đi, các bạn quan sát đồ thị này. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn vào thấy cho thầy như sau. Chắc chắn là dùng diện tích phân rồi các bạn. Trên đoạn từ -3 đến 3 thằng diện tích nó nằm đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ diện tích, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ chắc chắn lớn hơn thằng này các bạn này. Đó, thầy có thể dùng bút đỏ các bạn có thể nhìn thấy rất rõ nhé. Ok chưa? Cái thằng gạch chéo này này, thầy gọi cái này nó chính S1. Thằng này nó chính là S2. Đúng chưa? Vậy chúng ta thấy cho thầy rằng là nhìn mắt thường thì chắc chắn là S1 của thầy nó sẽ lớn hơn S2. Diện tích của thằng S1 sẽ lớn hơn diện tích của thằng S2. Đúng chưa? Mà diện tích của S1 nó chính là gì? Nó chính là tích phân từ -3 đến 1 của g'x, đúng không ạ? Dx. Nó sẽ lớn hơn tích phân từ đâu? Từ 1 đến 3. Đó, từ 1 đến 3. Nhưng chỗ này phải là g'x, dx. Bởi vì các bạn biết rằng là chỗ này mang dấu âm, đúng không ạ? Trên đoạn từ -1, 1 đến 3 các bạn nhìn thấy là nó âm mà. Âm thì chúng ta phải đổi lại dấu. Tương đương với gì? F tại 1, à, g tại 1 trừ cho g tại -3 sẽ phải lớn hơn gì? À, cái này các bạn có thể thấy là bằng trừ nhá. Trừ gì? G tại 3, đúng không ạ? Trừ cho g tại 1. Đó, nó đổi dấu lại là tóm lại là bằng g tại 1, đúng chưa? Trừ cho g tại 3. Và tương tự chúng ta có thể triệt tiêu hai thằng này đi. Đúng không ạ? Chúng ta suy ra luôn thôi là g tại -3 làm sao? Nó sẽ nhỏ hơn g tại 3. Đó, g tại -3 nó sẽ nhỏ hơn nhé, tức là đồ thị g tại 3 này này nó sẽ nằm dưới. Được chưa? Đây là một cái các bạn này, đây là một cái suy ra nhá. Đây là một cái. Cái thứ hai, các bạn có thể suy ra cho thầy như sau. Các bạn suy ra thầy một điều rất quan trọng nữa, đó là trong bài này nó sẽ cho các ô vuông. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Trong bài này nó sẽ cho các ô vuông. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Một ô này. Đó, hai ô này, đúng không ạ? Ba ô này. Đó, xấp xỉ bốn ô này. Đấy, trên này cũng có một ô nữa. Đó, tất cả trong bài đồ thị này nó cho ô vuông. Tức là chúng ta phải quan sát vào đồ thị đấy, chúng ta sẽ suy ra thầy như sau. Đó là thằng S1 chắc chắn nó sẽ lớn hơn 4. Đó, thằng S1 nhá, là diện tích của thằng S1 này nó sẽ lớn hơn 4 ô vuông, tức là diện tích của nó sẽ lớn hơn 4. Và S1 nó chính là gì? S1 của chúng ta đó tích phân từ gì nhỉ? -3 đến 1 của g'x dx. Đúng chưa? Nó sẽ lớn hơn 4 thôi, và từ đây chúng ta có thể suy ra là gì nhỉ? G tại 1 trừ cho g tại -3 sẽ lớn hơn 4. Mà g tại 1 là bao nhiêu đây? G tại 1 nó lại bằng 4. Vậy chúng ta có rằng như sau, tương đương với này. 4 trừ cho g tại -3 sẽ lớn hơn 4. Và tương đương với g tại -3 nó như thế nào các bạn nhỉ? Sẽ nhỏ hơn? Nhỏ không? Đây chính là cái điều kiện số 2. Đó, các bạn lưu ý thầy rất quan trọng các bạn nhá. Đúng chưa? Đây chính là cái thằng số 1 này, đây chính là thằng số 2. Và từ hai thằng này thì các bạn có thể nhìn ra vấn đề ngay và luôn.
Đồng ý chưa? Cái thằng số 1 này, đó chính là g tại trừ 3 sẽ nhỏ hơn g tại 3. Và thằng số 2 suy ra là gì? G tại trừ 3 sẽ làm sao đây? Nhỏ hơn 0. Đúng không ạ? G tại trừ 3 nó sẽ nhỏ hơn 0. Vậy bảng lý thuyết của nó sẽ có giống dạng như thế này này. Đây, các bạn có thể hoàn toàn suy ra đồ thị của nó trên đoạn từ trừ 3 đến 3 được. Đây, các bạn có thể nhìn nhá. Đây. Đấy, đây chính là gì nhỉ? Là g tại 1, nó chính là bằng 4. Chỗ này là g tại trừ 3 nó sẽ nhỏ hơn 0, đúng không ạ? Và cuối cùng chỗ này là g tại 3. Đấy, các bạn nhìn theo thầy chưa? G tại 3. Thì các bạn có thể nhìn vào đây thì chúng ta có thể suy ra là nó sẽ cắt tại duy nhất một điểm các bạn ấy, đúng không ạ? Có ít nhất là một điểm thôi. Suy ra chưa? Suy ra là chúng ta sẽ suy ra được đó là đáp án gì các bạn nhỉ? Là có một điểm thôi, đúng không ạ? Có một điểm đó là đáp án C. Đấy, chúng ta nhìn vào đấy các bạn vẽ bảng lý thuyết và sau đó thì chúng ta sẽ suy ra ngay mà. Đồng ý chưa? Đấy, một cái nhá, là câu số 6. Các bạn có thể xem là g tại 3 và g tại -3 nó sẽ trái dấu nhau nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ trái dấu nhau rất là nhanh thôi. Tiếp tục câu số 7 nào. Câu số 7 cũng là một câu rất hay, đúng không ạ? Câu số 7 một bài toán về tương giao. Câu số 7 một bài toán về tương giao. Đúng chưa? Câu tương giao này thực ra thì nó vẫn hay thôi. Không kém cạnh gì so với những câu kia. Tuy nhiên bài này nó dễ hơn. Câu số 7 nó dễ hơn rất là nhiều bởi vì các bạn làm rất là quen rồi. Đúng không ạ? Chúng ta chú ý nhá. Đây là người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx đây. Đấy, liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Ok men. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số M để bất phương trình này có nghiệm. Các bạn nhớ thành cái từ nhạy cảm này. Chỉ cần có nghiệm thôi. Đúng không ạ? Chỉ cần có nghiệm thôi. Thuộc nửa đoạn gì ạ? Thuộc nửa khoảng từ trừ căn 2 đến căn 3, đúng không ạ? Thì các bạn có thể ra luôn cho thầy nhá. Bài này chắc chắn là hàm hợp rồi, đúng không ạ? Đây chính là dạng toán về tương giao của gì? Của hàm hợp. Đây chính là dạng toán về tương giao của hàm hợp, được chưa? Nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta có cho thầy như sau. Đầu tiên này là nửa khoảng từ trừ căn 2 đến căn 3, đúng không ạ? Thì các bạn có thể suy ra luôn x sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ căn 2, đúng chưa? Nhỏ hơn nhỏ căn 3. Đấy, các bạn nhớ thầy nhá. Tương đương với x bình thì sẽ lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu và nhỏ bằng bao nhiêu? Các bạn có thể nhớ nhá, lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng nhỏ 3. Được chưa? Các bạn bình phương nó lên nhá. Được chưa? Lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 3. Tương tự 4 trừ x bình, các bạn tương đương x bình trước đi, trừ x bình sẽ như thế nào và nhỏ như nào? Trừ x bình sẽ lớn hơn trừ 3 và nó nhỏ hơn bằng 0. Đấy, nhân dấu trừ vào thì nó phải đáp dấu các bạn nhá. Và tương tự 4 trừ x bình thì phải như nào nhỉ? Lớn hơn 1 và nhỏ hơn bằng 2. Và nhóm bằng 4 chỉ các bạn cộng vào, mà cộng vào chúng ta suy ra ngay nhá. Cái này làm giống như kiểu lớp 9 thôi, đúng không ạ? Lớp 9 thôi. Chỉ có việc là cộng trừ thêm bớt thôi. Đồng ý chưa? Tương tự cái cuối cùng chốt lại là căn bậc 2 của 4 trừ x bình sẽ lớn hơn 1 và nó nhỏ hơn bằng 2. Đấy, đây chính là cái quan trọng nhất các bạn này. Tại sao lại là căn bậc 2 của 4 trừ x bình? Bởi vì đây là f của căn bậc 2 của 4 trừ x bình thì các bạn cần phải suy ra về thằng này. Đồng ý chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ chuyển về một bài toán, đó là gì? Là f của căn bậc 2 của 4 trừ x bình, đúng chưa? Bằng m mà có nghiệm thuộc gì? Thuộc nửa khoảng từ trừ căn 2 cho đến căn 3 thì suy ra tương đương với cái phương trình đó là fx hoặc là ft cũng được, tùy các bạn. Nó bằng m cũng phải có nghiệm nhưng nó sẽ thuộc gì nhỉ? Thuộc nửa khoảng từ 1 cho đến 2 và dấu bằng tại, dấu bằng đạt được tại 2. Các bạn nhớ thầy, quan trọng nhất là dấu bằng đạt được tại 2. Fx hoặc ft cũng được các bạn nhá. Đấy, chúng ta chuyển về một bài toán là hàm hợp. Đúng chưa? Ok chưa? Các bạn bình phương lên các bạn nhá. X bình thì không bao giờ âm, đúng không ạ? X của chúng ta là nhớ rằng là nó sẽ chạy trên nửa khoảng từ trừ căn 2 đến căn 3, đúng không ạ? Khi bình phương lên thì chắc chắn nó phải dương rồi. Lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 3. Sau đó chỉ cần nhân dấu trừ vào và thêm 4 thôi nhá. Rất đơn giản thôi. Ok chưa? Tiếp tục là gì các bạn nhỉ? Tương đương nhá. Nào, đây chúng ta chỉ có dùng bằng mắt thôi các bạn, chỉ dùng bằng mắt thôi nhá. Ông nào không có mắt hoặc là ông nào bị lé thì không nhìn được không? Nào, chúng ta nhìn vào thầy như sau. Đây là đồ thị của hàm số y bằng x. Khi x của thầy là bằng 1, x bằng 1 thì y của nó bằng mấy? Là bằng trừ 1. Đấy. Và x bằng 2 thì y của nó bằng mấy? Là 3. Để phương trình này nó rõ ràng là tương giao. Đúng chưa?
phương trình là nó rõ ràng là tương giao. Tương giao của hai đồ thị, một đồ thị đó là y bằng x và đồ thị còn lại đó chính là y bằng m thôi, đúng không ạ? Y bằng m nó là một đường thẳng hai đoạn này. Đó, đây chính là đường thẳng y bằng m của chúng ta. Để nó có nghiệm thì rõ ràng là hai đồ thị này nó phải cắt nhau được, nhớ nhá. Để nó có nghiệm thì suy ra hai đồ thị này bắt buộc phải cắt nhau được, đúng chưa? Đó, vậy chúng ta thấy này, y bằng x là đồ thị này đây, nhưng chúng ta chỉ xét trên đoạn từ khoảng nửa khoảng từ 1 đến 2, các bạn nhìn thấy này, 1 đến 2, đúng chưa? Đó, khi x chúng ta nhé, nó thuộc nửa khoảng từ 1 cho đến 2, thì suy ra thằng fx của thầy ấy, nó sẽ lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn trừ 1, đúng không ạ? Và nhỏ nó bằng 3, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Như ở tìm min max của nó thôi. X chạy trên nửa khoảng từ 1 cho đến 2, các bạn nhớ nhá, dấu bằng đặt được tại x bằng 2, thì suy ra fx của chúng ta sẽ lớn hơn trừ 1 và nhỏ nó bằng 3. Đó, trừ 1 nằm đây nhá, nhớ là dấu bằng đặt được tại 2 thôi, đúng không ạ? Chỗ này không thể có dấu bằng, và để nó cắt được thì suy ra cái m của chúng ta vẫn nằm trong như thế, tức là m vẫn lớn hơn trừ 1 và nó nhỏ hơn bằng 3. Đấy, và chắc chắn đây là kết quả cuối cùng của chúng ta luôn. Vậy đó chính là đáp án A, nhớ cho thầy nhá. Ok chưa? Ok chưa các bạn ơi, là câu số 7 nha, câu rất hay đúng không ạ? Đó là bài về tương giao của hàm hợp, tức là chuyển đổi từ x mà về hàm hợp của nó. Các bạn nhớ đây là f của thằng nào thì chúng ta phải biến đổi về thằng đấy thôi, đúng chưa? Đó, đây chính là một số dạng toán mà liên quan đến đồ thị hàm hợp. Như thế là ok rồi. Còn câu số 8 này nó rất đơn giản các bạn nhé. Câu số 8 này thì các bạn sẽ làm được rất đơn giản thôi, không còn có gì hết, đúng không ạ? Câu số 8 nó quá đơn giản luôn, được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây các bạn nhá. Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc đây. Cảm ơn các bạn. Một buổi trưa rất là hay và có nhiều ý nghĩa cho các bạn luôn. Đồng ý chưa? Thầy hy vọng là qua buổi livestream này thì các bạn có thể xử lý được, chúng ta có một số tư duy để các bạn xử lý được một số câu liên quan đến đồ thị vận dụng và vận dụng cao. Các bạn có thể là share về, sau đó chúng ta có thể làm lại được, được chưa các bạn? Tổng hợp đây rất nhiều câu đồ thị nhá, xu hướng ra đề năm 2019 là tương giao hàm hợp này, đúng không ạ? Tương giao hàm hợp, vẽ bảng với tiên của hàm hợp này, được chưa? Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp này, tìm số cực trị của hàm hợp này, đề của trường chuyên Vinh kế thừa này, tìm min max của hai hàm số tổng này, đúng không ạ? Rất nhiều hàm thôi, đồng ý chưa? Rồi, hôm nay chúng ta cảm ơn kết thúc đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, bye bye các bạn.